Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 10. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã tiến hành ôn tập cho các em hơn nào, các cái chương cũng như là sách giáo khoa thầy đã quay cho các em ở tới cái bài 18 rồi. Ok, như vậy thì vì cái lý do là cấp bách quá, tại vì thầy thấy tuần 17 rồi mà cũng chưa có cái đề thi cho các em, nên thầy sẽ quay cho các em ở cái đề thi kỳ 1 năm học 2018-2019, mang tính chất là tham khảo các em nhé. Ok, để cho em có cơ sở để chúng ta đi thi tự tin hơn. Còn thực chất thì thầy cũng không biết cái đề của sở giáo dục của em ra ở chỗ nào đâu. Mà ở đây thầy chỉ mang tính chất là cho các em tham khảo cái đề này. Ok, các em nhớ like, comment, tích cực, chia sẻ bài giảng giúp thầy em nhé. Để thầy có động lực để em tiếp tục theo các em cho tới hết chặng đường đó chính là năm 12. Ok. Đề này thầy sẽ làm khá là nhiều câu hỏi, toàn bộ là tự luận nè các em này. Nè các em nha, phần 1 là cái phần chung dành cho cả hai ban. Ok, ban cơ bản với lại ban nâng cao hoặc là ban tự nhiên đó các em. Đây, thầy quay trước để cho các em làm trước, rồi chúng ta sẽ đối chiếu với cái bài làm của các em. So với bài làm của thầy và cách trình bày của thầy, các em hiểu ý thầy nói không nào? Đây, phần dành cho thí sinh cơ bản đây, được chưa? Câu 8 thì em, trong đề này thầy sẽ làm cho các em là hai clip. Clip thứ nhất là làm cho em ở phần chung, clip thứ hai là làm cho em ở phần phần riêng, ha. Em là thấy thế nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang câu 1 em nhé. Ta sang câu 1 em. Chỉ một điểm các em à. Một nguyên tố X thuộc nhóm 2. Nè. Nhóm 2 nghĩa là gì em? Nhóm 2A nghĩa là nó có mấy E trong ở lớp ngoài cùng. Có 2E trong ở lớp ngoài cùng. Thế nào? Chu kỳ 3. Chu kỳ 3 ở đây nghĩa là cái phân lớp của nó là phân lớp 3. Số 3 đúng không nào? Hãy viết cấu hình E của nguyên tố X. Như vậy thì ở đây theo cái đề bài thì chúng ta thấy là nó có 2E trong lớp ngoài cùng và thuộc là nhóm 3. Như vậy thì ở đây chu kỳ 3 này, chu kỳ 3 thì thuộc phân lớp 3, như vậy thì ở đây nó sẽ là 1S2. 2S2. Đây là X. Hay là gì nữa các em? 2B mấy? 2B6 và sẽ là 3S S2. Đó, thuộc nhóm 2 này em, chu kỳ 3. Thấy chưa? Câu 1 nó đơn giản như thế thôi. Câu số 2. Hãy cho biết số E trong tối đa trong phân lớp F và trong phân lớp B. Như vậy thì ở đây phân lớp F thì tối đa của nó là bao nhiêu E em? Là 10, 10 mấy? 14 E trong. Còn phân lớp B sẽ là mấy? Là 6E là trong. Đó nè. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi giùm thầy là gì? Cái số electron tối đa, nhớ là tối đa nhé, tối đa phân lớp F. Đó nè, phân lớp F đó chính là bao nhiêu? Là 14E. Số electron tối đa của phân lớp B là bao nhiêu? 6E. Đó rồi. Rồi, chúng ta đi sang câu số 3. Thầy gấp giấy lại nha. Câu số 3 kia. Một nguyên tử có số khối là 61 và số hiệu nguyên tử là 29. Hãy xác định số neutron của nguyên tử đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có là từ công thức là số khối thì bằng số hiệu nguyên tử cộng với số neutron. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra
Cái số nào trong này sẽ bằng số khối trừ cho gì? Cho số hiệu nguyên tử. Đó là, như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là 61 trừ cho 29. Có đúng chưa? Thì ở đây nó sẽ bằng là 30, 32. Ok, được chưa? Chúng ta đi vào câu số 4 nha. Gọi tên các ion sau. Gọi tên các ion sau. Như vậy thì ở đây nhớ nè, cộng đó, nó sẽ là gì? Dương á, nếu dương là nó là cation. Còn trừ á, nó sẽ là gì? Anion. Được chưa nào? Ví dụ natri Na cộng này, thì ở đây nó sẽ có tên đầu tiên ta sẽ gọi là cation để biểu thị nó là dương trước. Cation Na, natri. Được chưa? 32 cộng thì đây cũng là cation bari. Vậy thôi. Còn là trừ. Trừ ở đây là âm. Nghĩa là thì nó không phải là cation nữa nha, đó chỉ là anion. Ở đây là chúng ta đọc là clo, clorua. Có được chưa nào? O2 trừ thì đây sẽ là anion. Anion oxit. Được chưa? NO3 trừ thì nó cũng là cation hay anion. Anion. Đó là đi nitrat. Được chưa? Đó. Chúng ta đi sang câu số 5 nhé. Ta đi sang câu số 5 nghe. Cho độ âm điện của clo, carbon, oxy, magie, canxi, natri. Hãy xác định bản chất liên kết của các chất sau. Chúng ta đọc cái câu hỏi này chúng ta có hiểu nè. Xác định nghĩa là gì? Chúng ta xem thử là cái liên kết này là liên kết ion hay là liên kết cộng hóa trị không cực hay là liên kết cộng hóa trị có cực. Các em hiểu nè. Thì bây giờ chúng ta phải gọi là chúng ta phải tính giùm thầy cái gì? Cái hiệu độ âm điện. Phần này chúng ta đã biết rồi đúng không? Bây giờ thầy tính đầu tiên là natri clorua trước. Thế nào? Thì ở đây ta có là cái hiệu độ âm điện. Hiệu độ âm điện nó sẽ bằng là gì? Ta lấy bỏ trong giá trị tuyệt đối nghe nhé. Ta lấy một natri trừ cho clo, natri ta là 0,93. Ta trừ cho 3,16. Nhớ bỏ vào trong giá trị tuyệt đối. Ta dùng máy tính ta bấm nhé. 0,93 trừ cho 3,16 bằng âm. Nếu mà bỏ trong giá trị đó thì ra dương là 2,23 ra. Được chưa nào? Thì các em thấy là 2,23 thì ở đây nó sẽ là gì em? Đây chính là gì? Liên kết gì? Đây chính là liên kết ion. Thế nào? Suy ra đây chính là liên kết ion. Được chưa? Ok. Giờ tới là O2 các em nhé. O2 thì đây là hiệu độ âm điện của nó bằng mấy? Bằng 0. Thì suy ra nó là liên kết cộng hóa trị là gì? Không cực. Thế nào? Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta ghi là cái hiệu độ âm điện bằng mấy? Bằng 0. Được chưa? Suy ra đây chính là gì? Liên kết cộng hóa trị không cực nhé. Chúng ta đi sang ở cái magie oxit. Như vậy thì chúng ta cũng tính theo cái hiệu độ âm điện. Bằng ở đây chúng ta xem được magie bao nhiêu nè. 1,31. Em thấy đâu? Ta trừ cho oxy. Đây. 3,44. Ta bấm máy tính ra. Hai phẩy mười ba kia.
vẫn là liên kết đi ông ha. Đây chính là liên kết đi ông. Rồi. Ta xem thầy sẽ gấp giấy lại để chúng ta thầy sẽ làm cái còn lại nhé. Hai chắc còn lại, hợp chắc còn lại. Ok. Tiếp tục em. Canxi carbon em. Ở đây là hiệu độ âm điện. Đó này. Bằng là canxi là bao nhiêu em? 1,00 trừ cho carbon là 2,55. Như vậy 1 trừ ra đây chắc chắn sẽ là 1,55. Đó là 1,55, đây chính là liên kết cộng gì? Hóa trị có cực này. Xin ra đây chính là liên kết cộng hóa trị có cực. Có cực và cụ thể ở đây nghiêng về carbon này. Đó là cái lực hút của nó. Tiếp tục, ở đây là CCl4. Đó là hiệu độ âm điện. Như vậy đây nó sẽ bằng là carbon của chúng ta là bao nhiêu này? 3,16 trừ cho clo. Đấy. Carbon là 2,55 chứ. Thầy nhầm ấy. 2,55 trừ cho 3,16 nhé. Không phải 61 nhé. Như vậy đây chính là liên kết gì? Liên kết cộng hóa trị có cực. Được chưa? Chúng ta đi sang câu tiếp theo nhé. Câu số 6 nhé. Đáng lẽ thầy sẽ cho em đề 100% là trắc nghiệm, nhưng thầy nghĩ nếu mà trắc nghiệm mà phần tự luận ta chưa vững thì cũng không nên, mà thầy đây thầy cho ở dạng tự luận để làm gì, để thầy trình bày ra khi người ta gặp trắc nghiệm thì chúng ta cũng biết cách xử lý và biết cách làm. Ý của thầy nghĩ thế thôi, chứ thông thường bữa nay hình như chúng ta làm là 100% trắc nghiệm hết môn hóa phải không em, đúng không? Ok, chúng ta đi sang câu số 6 nhé. Câu 6 em một điểm rồi. Cân bằng phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron. Như vậy thầy sẽ viết là này, kẽm cộng axit nitric kẽm nitrat. Cái này đơn giản không em? Bây giờ chúng ta sẽ bước đầu tiên, ta sẽ xác định cái số oxy hóa của nó. Em thấy kẽm ở đây là mấy? Không này. Cái, hồi bữa một bạn hỏi thầy, thầy ơi tại sao thầy lại biết cách xác định số oxy hóa, kem nhóm thầy là đơn chất thì sẽ là không. Thế là còn ở trong hợp chất thì oxy luôn luôn là âm 2 và hydro là cộng 1. Kem tổng tổng lại cái số oxy hóa bằng không là được. Giả sử các em gọi nitơ đây là ít đi, thì em lấy 3 nhân cho âm 2 là âm 6, ở đây cộng 1 thì chứng tỏ đây sẽ là gì? Cộng mấy? Cộng 5. Em hiểu không? Em nhìn khi người ta làm rành rồi thì người ta sẽ biết được cái số oxy hóa của nó luôn rồi em ạ. Như vậy đây chính là số oxy hóa, cũng chính là cái hóa trị đó, là cộng 2 này. Đây trừ 2 thì đây sẽ là cộng 2. Rồi xong rồi đấy. Như vậy thì ở đây em thấy này, kẽm từ 0 cho tới kẽm cộng 2, nitơ cộng 5 xuống nitơ cộng 2. Như vậy 0 mà tới cộng 2 nghĩa là dương, là tăng, thì chứng tỏ anh đây sẽ là gì em? Nhường 2 electron. Ở đây em thấy các cái chỉ số dưới chân của nó không có có số 2, số 3 nữa. Nếu có thì bắt buộc ta phải nhân lên và nhân lên ở đây hệ số đấy. Các em phải lưu ý thế. Giờ này sẽ kiếm đi. Rồi. Ở đây là giảm thì chúng ta sẽ, nó sẽ nhận vô mấy y em? Nhận vô 3 y. Như vậy đây. Sau đó các em sẽ nhân chéo này, lấy số 3 này nhân lên đây. Lấy số 2 nhân xuống đây. Có được chưa?
khi Như vậy thì khi đó này, ta thấy này, kẽm không ở đây 3 nhân 3 ở đây và kẽm ở đây, như vậy thì nhân ở đây trước, có được chưa? 2 cộng 2 và cộng 5, thì chúng ta đừng có ghi ở đây số 2, tại vì ở đây chúng ta liên quan tới hydro này nọ và oxy nữa, chúng ta phải điều chỉnh. Như vậy chúng ta phải ghi ở đây số 2 trước này. Sau đó chúng ta sẽ đếm này, ta đếm nhé. Như vậy ở đây chúng ta nitơ này, 3 nhân 2 là 6 nitơ này, thì đó là này, chỗ nitơ này, 3 nhân 2 là 6 nitơ, cộng ở đây với 2 nitơ nữa thành 8 nitơ. Như vậy chỗ đây phải là số 8 này, 8 hydro. Như vậy đây là có số 2 rồi, như vậy đây sẽ là 4. Thử oxy thử đủ chứ nha, 8 x 3 thì bằng 24. Phía bên đây này, 3 x 2 là 6, 6 x 3 đây là 18 này, 18 cộng 2 đây là 20, 20 cộng với 4 đây là 24, đủ. Xong, ok, cũng dễ chưa? Rất là hay và dễ hiểu chứ không chẳng có gì phức tạp hết game ạ. Được chưa? Cách cân bằng là như thế, chứ không phải ngay chỗ đây chúng ta quất ở đây hai là sai đấy nhá. Ta làm càng nhiều là càng vững em. Ta đi sang câu số 7. Câu 7 em. Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion sau. Từ bari mà dẫn đến là bari cộng 2. Thế nào? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy câu A này, bari mà về bari 2 cộng thì ở đây nó cộng mấy y em? Cộng 2 y này. Kali mà về ca cộng nghĩa là cộng mấy y? 1 y. Câu C, O mà về ở đây là 2 O, O2 trừ. O2 trừ chứng tỏ O này á, như vậy O này sẽ cộng là 2y để về O2 2 trừ. Như vậy anh đây sẽ cộng với 1y. Rồi, được chưa? Rồi, như vậy thì clip này thầy sẽ quay cho em ở phần dành chung. Clip sau thầy sẽ quay cho các em ở đây là phần các cơ bản này. Em nhìn giùm thầy trước, nhìn ra rồi. Đó. Rồi. Clip sau thầy sẽ quay cho em ở cái phần dành riêng nhé. Cơ bản vào cái ban khoa học tự nhiên nha. Ok. Rồi, cảm ơn các em đã theo dõi hết clip của thầy. Nhớ like, comment tích cực và ủng hộ thầy và cô các em nhé. Cảm ơn các em. Nhớ click quảng cáo và đăng ký kênh nha. Rồi.